trưởng ban trọng tài VFF, có thể rút thẻ đỏ với thủ môn Chatrai. Hàng vạn người hâm mộ Việt Nam đã tỏ ra vô cùng giận dữ với trọng tài Al Abda Saud Ali Quata khi ông chỉ rút thẻ vàng với thủ môn Chatrai Thái Lan. Khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam Thái Lan chưa kết thúc, hàng ngàn dòng trạng thái đã được cộng đồng mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên quá khích thậm chí còn tìm kiếm trang Facebook của vị trọng tài người Quata để tấn công với những lời lẽ thiếu kiềm chế. Trước đó ở phút thứ 43 của trận đấu, trong một pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức đã truyền cho Văn Toàn bứt tốc lao xuống gần vòng 16m50 của đội tuyển Thái Lan. Lúc này thủ môn Chatrai lao ra khỏi vòng cấm cản phá nhưng bị Văn Toàn vượt qua. Thủ thành Chatrai sau đó đã kéo ngã Văn Toàn. Sau tình huống này, trọng tài Atba đã rút thẻ vàng đối với thủ môn đội tuyển Thái Lan và cho đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả đá phạt. Dù vậy, người hâm mộ và giới chuyên môn nhận định tình huống này thủ thành đội tuyển Thái Lan xứng đáng phải nhận một thẻ đỏ chứ không thể là một thẻ vàng. Ông Dương Văn Hiển, trưởng ban trọng tài VFF cho biết, tình huống này theo nhận định của trọng tài thì thủ môn Chatrai đã ngăn cản một tình huống tấn công triển vọng của đội tuyển Việt Nam. Vì nhận định là ngăn cản một tình huống triển vọng nên ông ấy chỉ rút thẻ vàng cho Chatrai. Tuy nhiên theo nhận định của tôi, nếu thủ môn Thái Lan không kéo Văn Toàn thì Văn Toàn có cơ hội rất lớn để ghi bàn vào lưới Thái Lan. Đây là việc ngăn cản một tình huống có khả năng ghi bàn rõ ràng dù nó đang diễn ra ở ngoài vòng 16m50. Theo tôi, với tình huống này thủ môn Chatrai cần phải nhận một thẻ đỏ. Dù vậy, ông Dương Văn Hiển cũng cho biết trong bóng đá có nhiều tình huống xảy ra mà nhận định của trọng tài là 50-50. Ngay cả ở lớp tập huấn, các giảng viên trọng tài của FIFA cũng có thể đưa ra các nhận định khác nhau với những tình huống chấp chới. Vì vậy, việc rút thẻ vàng hay thẻ đỏ là do nhận định, góc nhìn của trọng tài ở thời điểm đó. Theo trưởng ban trọng tài VFF, tình huống này thủ môn của Thái Lan cần phải nhận một thẻ đỏ.